Ôi Tùng ơi, đây có. Đâu đó, đâu đó. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Ôi to trở lại mọi người ơi. Hello. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mạnh nhá. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ mời tất cả mọi người cùng với Mạnh sẽ đi ra đồng nhá. Hiện tại là cánh đồng của khu vực chúng mình ý, bây giờ là nó đang cạn hết rồi. Thế nên là mình muốn mời mọi người cùng với Mạnh ra đồng đi bắt chuột nhá, đi đặt bẫy chuột. Và mình có chuẩn bị ít bẫy chuột ở đây rồi. Và bây giờ mình sẽ cùng mọi người đi tìm những cái hang chuột ấy, những cái đường chuột chạy nhá. Và mình sẽ đặt bẫy ở đó để những con chuột đi qua thì là nó sẽ dính bẫy nhá. Và bây giờ không dài dòng nữa, và bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người cùng với Mạnh đi đặt bẫy chuột nhá. Ok. Đây mọi người ơi. Thì mình nhìn thấy cái hang này. Đó. Cái hang này nhá. Thì mình sẽ đặt bẫy ở cửa hang nhá. Và mình sẽ đặt bẫy chuột ở cửa hang. Khi đêm đến chuột đi ra ấy thì là sẽ dính bẫy nhá. Thì mình đặt bẫy bằng cái bẫy bắn nguyệt này nhá. Bẫy này rất chi là nguy hiểm luôn. Nếu mà không cẩn thận ý, sẽ bị kẹt luôn. Mình phải thao tác hết sức cẩn thận luôn nhé. Cái bẫy này thì mình để cũng khá lâu rồi nên là nó cũng han. Đây mình phải lựa nhé. Mình phải lựa, không khéo là bị kẹp luôn mọi người. Đây nhá, bây giờ mình sẽ test thử nhá. Bây giờ mình sẽ test thử cái độ nguyên lý của cái bẫy chuột nhá, xem là nó xem là độ hiệu quả nó như thế nào nhá mọi người. Khi chuột bước qua thì nó dẫm chân vào đây, dẫm chân vào đây thì là bẫy này sẽ bật nhá mọi người. Đó, bẫy lại sẽ bật và chân chuột sẽ kẹp vào đây. Đó, chân chuột sẽ kẹp vào đây nhé. Và con chuột sẽ không thể nào mà di chuyển được nữa. Đó mọi người nhé. Đây, đã xong một cái. Và mình đặt cửa hàng. Mình sẽ đặt vào cửa hàng nhé. Đặt vào đường chuột, chuột đi. Khi con chuột bước qua ấy thì là sẽ dính vào bẫy nhé. Và mình cắm sát xuống và ngụy trang. Đặt cửa hang này thì là độ hiệu quả thì là nó sẽ cao hơn. Mình phải đánh dấu vào nhé. Mình lấy cái xốp này mình đánh dấu vào. Đó, mình bẻ một đọt cây này và mình cắm phao vào đây. Đó. À, để khi mình đi thăm bẫy thì là mình nhớ được cái vị trí của bẫy mình đặt ở chỗ nào nhé mọi người. Đây nhé mọi người ơi. Đó, bẫy. Và bây giờ mình tiếp tục đi đặt. Thì nãy giờ mình đã đặt bẫy xong rồi. Thì sáng ngày mai ấy, thì mình sẽ mời mọi người cùng với Mạnh đi ra ngoài đồng nhá, thăm bẫy nhá. Thì bây giờ trời cũng khá tối rồi và anh em mình cũng về thôi. Và hẹn mọi người vào sáng mai nhé. Ok.
mọi người nhé, thì bây giờ đã sáng rồi, trời đã sáng rồi đấy. Và anh em mình bây giờ sẽ đi tiếp tục đi thăm bẫy nhá, những cái bẫy mà tối hôm qua mà anh em mình đặt ý, thì xem là có chuột không nhá. Thì mời mọi người cùng theo chân Mạnh nhá, đi xem là thăm cái bẫy này nhá. Ok. Đây anh Mạnh đi đường này luôn, đường này luôn. Đây đây đây. Hy vọng là anh em mình hôm nay. Thật sự là hôm nay hy vọng là sẽ có chuột. Được rồi. Có cái phao đây anh đánh dấu đây anh Mạnh nhá. Đây đây có cái phao anh đánh dấu này, cho khó. Cái này không có đâu. Đâu? Cái này không có. Ôi chết rồi này. Không có rồi. Vẫn nguyên nhỉ. Ôi Tùng ơi, đây có. Đâu đó, đâu. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Từ từ. Ôi giời ơi. Ui to chưa lại mọi người ơi. Bình tĩnh. Anh lấy cái gì vậy? Con này nó quấn lại. Ôi cẩn thận nó mắc. Ôi chết cống. Bình tĩnh. Ôi con này nữa này. Ôi con này to đứa đùng nữa này. Ôi chết. Anh đây. Ui giời. Anh bóp đầu lấy dép đi nó xuống. Lấy dép không? Không đốt cơ. Nó đứt chân đấy. Đã nhổ cây. Ui giời. Ui. Ui giời mọi người ơi này. Ui con này. Con này là con gì? Ui giời. Ui to. Kinh quá. Anh để cái gì anh để kia anh ôi chết có mang bao không? Không mang này. Ôi chết rồi. Ui dồi, đây còn một nữa này. Đây. Cẩn thận nó chạy mất này. Nó đất chân nó chạy. Không chạy đâu. Ui. Đây còn con nữa. Đâu rồi? Đây anh. Ui dồi. Ôi ôi. Ê. Ui dồi. Ui ôi, cột chân luôn này. Ui dồi ôi, con này to lại. Ui nhìn nó như con mèo ấy nhỉ. Trông hai con. Ui dồi. Trông như hai con mèo. Ui béo thật nhỉ. Chuột đồng béo thật. To này. Ui. Wow. Ui dồi ôi. Ê ôi trông như con mèo ấy các bạn ạ. Trời đất ơi. Sao nó to này. Ui. Con này con mấy cái nữa nhỉ. Con mấy cái bẫy nhỉ. Đây. Để xuống anh ơi. Anh ơi không. Ui. Đẩy xuống. Không chạy đâu. Anh cắm nó vào, cắm nó xuống. Cắm nó xuống không khéo nó nơi cái bẫy đi. Cắm nó chặt ra. Ui, anh bẻ cái đây đi. Bẻ đây đi. Ui, to không? Ui, nó cắn đấy. Ui, nó ghê đấy. Anh đừng bẻ đấy, bẻ trên kia không cắm nó xuống. Đẹp lên trên đi. Ui dồi ôi. To quá là to rồi. Kinh thật. Đây cắm. Ui nằm như con mèo này. Ui dồi ôi. Ui đi. Ui dồi sao nó to thế này. Ui ghê thế mà kìa đấy. To. Cái này đã được hai con đâu chưa? Đâu cái mà bẫy không bẫy được nó mang bỏ ra. À. Bỏ ra không tí quên đấy anh. Đây. Cái này cứ để đây thôi. Để sang cái ô này này anh. À. Cái ô này mới đào thế này. Cái này à? Vâng, mới đào. Đi ra đằng kia hết phần này làm gì con. Ôi, lại được cơ. To quá. Lại được bữa rồi mọi người. Wow. Không có anh cắm ở đây đâu. Đây. Ui đây con. Nó chưa. Ui. Đây có cái ô này. Chắc là phải chẳng qua suốt đêm mất. Đây này, ui rồi. Ui. Hôm qua nó phá. Đây vừa anh ấy. À, vừa anh dắt đây đây. Không phải. Đây là ấy. Đây là nó ra. Đây. À, trong này kiểu gì cũng có một con. Cái. Con cái đúng không? Đây hai cái rồi. Đây nữa nhỉ? Kia một cái nữa không có nữa. Đây một cái này. Đúng không? Không, đây. Đâu nhỉ? Đây một cái này. Ở kia.
thì nãy giờ mọi người nhá, thì mình đã đi thăm bẫy và bắt được hai chú chuột này, bẫy được hai chú chuột nhá, rất chi là to luôn. Chuột này thì là sống ở đây rất chi là lâu rồi. Và video của mình thì đến đây có lẽ là kết thúc đây nhá mọi người nhá. Thì cái video thăm bẫy chuột của mình ý là được hai chú chuột này, rất chi là to luôn này. Và nếu mà mọi người xem video mà thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh chú Mạnh nhá, để mình có thêm động lực cho ra thêm nhiều video hay hơn nhá. Cảm ơn mọi người rất chi là nhiều, xin chân thành cảm ơn. Bye bye mọi người.